Thưa quý vị, 60 vận động viên đến từ 7 đơn vị xã phường và câu lạc bộ trên địa bàn thị xã Phú Mỹ đã tham gia giải cầu lông thị xã Phú Mỹ năm 2023. Đây là một trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại của thị xã. Tham gia giải cầu lông thị xã Phú Mỹ năm 2023. Các vận động viên tranh tài các nội dung đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ theo nhóm tuổi khác nhau. Kết quả ban tổ chức đã trao 6 giải nhất, 6 giải nhì, 6 giải ba và 6 giải khuyến khích cho các vận động viên đạt thành tích tốt ở các nội dung thi đấu. Đây là dịp để các vận động viên người yêu thích bộ môn cầu lông trên địa bàn thị xã có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời phát huy tinh thần rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe.